Em là Đặng Trung Du. Em sinh năm 1996. Hàm trên thì từ lúc mất răng thì em mới để ý, xong là em thấy là cái đường dứa thì nó bị lệch. Thì nhất là ảnh hưởng đến ăn nhai, hay là thẩm mỹ của em, thấy mất tự tin rất là nhiều. Càng để lâu thì việc điều trị các thứ là càng phức tạp hơn, nên là em quyết định đi điều trị sớm. Nhất là về giao tiếp thì em cảm thấy là ngại cười, ít tự tin. Những lúc chụp ảnh selfie thì em rất là ngại chụp góc nghiêng này, thì em thấy không được hài lòng cho lắm. Niềng răng thì nó đảm bảo được khớp cắn của mình này, tức là chỉnh được cái nguyên nhân sâu xa của nó, nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng răng của mình. Nhưng mà em đầu tiên là em cũng nghĩ đến bọc răng sứ, nhưng mà suy nghĩ lại em nghĩ là cái bọc răng sứ đấy nó chỉ là nhất thời thôi, vì là cái bác sĩ tư vấn là do xương, thì cái răng sứ ấy nó không triệt để được, nên là em quyết định niềng răng. Trước đấy thì em cũng có nhổ răng khôn ở nha khoa Thủy Anh rồi. Em thấy là cái chất lượng dịch vụ với là cái sự nhiệt tình của nha khoa thì em cảm thấy rất là hài lòng, nên là sau đấy em có tìm hiểu thêm cái dịch vụ niềng răng ấy. Thì em cũng thấy tìm hiểu trên YouTube ấy, thì cũng có nhiều bạn review là cũng tháo niềng mắc cài, nên là em đặt niềm tin ở nha khoa Thủy Anh. Trước khi tháo thì mình cùng xem lại cái quá trình ban đầu với ở kết quả hiện tại nhé. Đó. Thì cái trường hợp của em ấy, thì khi mình đến với phòng khám là cái tình trạng của mình là đang bị khớp cắn hạng 3. Đó. Khớp cắn hạng 3 của em thì nó lại khớp cắn hạng 3 do xương. Tức là do cái xương hàm dưới của mình nó phát triển quá mức. Đó. Quá mức, nó phát triển ra phía trước quá mức. Đó. Kết hợp với việc là cái hàm trên của em nó bị kém phát triển. Đó, thì mình có thể thấy là cái trên cái ảnh này mình đã thấy là cái hàm trên của em nó thụt hẳn vào. Ngoài ra nó còn bị kém theo phát triển theo cái chiều ngang nữa, tức là nó bị hẹp. Bình thường em nhìn thấy cái cung hàm trên nhé, bây giờ nó phải rộng hơn cung hàm dưới, kể cả theo chiều trước sau và chiều ngang nữa. Thì của em nó vừa hẹp theo chiều trước sau, vừa hẹp theo chiều ngang. Đó, tức là của mình là hạng 3 nặng đấy. Đó. Nếu mà đúng để hoàn hảo ấy, thì cái kết quả mình bắt buộc là phải can thiệp phẫu thuật thì mới hoàn hảo được. Đó. Nhưng mà do nhiều yếu tố, do cái điều kiện mình không đủ để mình phẫu thuật, thì mình sẽ cố gắng chỉnh nha để bù trừ nhé. Thì qua quá trình hơn 2 năm rồi đó, thì cái kết quả hiện tại mình nhìn thấy đây. Hình mặt trước mình sẽ nhìn thấy này, do cái của em là khớp cắn hạng 3 này đó, mình sẽ thấy là cái hàm trên nó thụt vào. Thứ hai nữa, cái đường giữa của mình nhé, mình sẽ nhìn đường giữa răng của mình nó ở đây, hàm trên đây, hàm dưới đây đó, hiện tại nó lệch khoảng tầm 3-4 ly nhá. Lúc ban đầu ấy, thì hiện tại thì sau cái quá trình mình chỉnh, mình sẽ thấy là cái đường giữa hàm trên dưới đã được thẳng nhé. Đó, thì như vậy là mình đã khắc phục được cái việc lệch đường giữa này. Đó, thì mình sẽ bên này mình có thể nhìn thấy là cái độ cắn chìa này, mình thấy lúc đầu là hàm dưới nó ngoài, ở ngoài hàm trên, sau quá trình chỉnh nó đã được đưa ra. Đó, hàm trên nó phủ hàm dưới. Thì ở cái góc mặt nghiêng này này, đó, thì mình có thể thấy là cái sự thay đổi, tất nhiên nó không thể nhiều được, bởi vì cái của mình nó muốn thay đổi nhiều ấy thì mình phẫu thuật. Đó, nhưng mà mình có thể thấy là cái gương mặt của mình nó đỡ bị gãy hơn nhá. Ban đầu thì cái do cái hàm trên nó ở trong, mình thấy cái hàm dưới nó đưa ra này, thì cái gương mặt nó tương đối là bị gãy, hàm trên nó bị thụt hẳn vào. Thì khi mình đưa cái hàm trên nó ra ngoài được rồi ấy, thì mình nhìn thấy gương mặt ấy, cái độ nhô môi hàm trên này đó, nó được cải thiện. Đó, cái góc nghiêng của mình nó cũng được cải thiện. Đó, hoàn hảo thì mình sẽ can thiệp phẫu thuật thì mới đẹp hẳn được. Còn như này là mình đã tương đối là trong cái nhìn này mình sẽ cảm thấy là tương đối là ok nhé. Đây là khi cười đó, khi cười mình nhìn thấy ban đầu này của em là do cái đường giữa ban đầu nó bị lệch. Thứ hai là kết hợp cái việc xương hàm dưới nó bị lệch sang bên trái này. Đó, thì khi mình dùng phương pháp mình chỉnh, mình xoay hàm dưới, mình có thể thấy là cái gương mặt nó được cân đối hơn. Đó, đúng không? Nhìn thấy không? Lúc đầu là cái mặt của em đang lệch sang bên trái. Đó, bây giờ nó đã thẳng. Đó. Thì cái này của em là mình dùng phương án mưu. Cái mưu đấy thì mình sẽ xoay được cái hàm dưới. Thứ nhất là mình xoay được nó lui sau.
đó, thì nó giúp cho mình điều trị khớp bán hạng 3. Ngoài ra thì nó sẽ chỉnh cho mình được cái lệch mặt. Tất nhiên nó không thể hết được, bởi vì của mình là nó bị sai hình về xương đó, nhưng mà cái độ cải thiện 70-80% này là mình tương đối là ok rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tháo mắc cài, sau đó em sẽ đeo hàm duy trì. Dạ, những lúc đến tái khám ấy thì siết răng, cái lúc đấy thì nó hơi ê ẩm với lại hơi khó chịu một hai ngày đầu, nhưng mà về sau là cảm thấy bình thường, vì là em cũng tham khảo nhiều, tham khảo trên mạng mà, nên là em cũng tâm lý trước mà, nên là cũng cố gắng. Hàm răng của em thì giờ thì cảm thấy nó đều hơn, với lại ăn nhai các thứ thì thấy thoải mái hơn, và khớp cắn thì nó đều và nó ổn định hơn. Ngày trước thì cái hàm răng của em thì là hai khớp cắn là nó không chạm nhau được ấy, thì em cảm thấy rất là khó chịu. Từ khi niềng răng em thì cũng để ý thấy đường dứa thứ là cũng ổn định hơn, lại nhìn góc cạnh nó có nét hơn, nhìn hài hòa hơn, em cảm thấy đẹp và tự tin hơn. Từ hôm buổi cuối là hẹn chỉnh nhai, bác sĩ có dặn là buổi sau tháo mắc cài, em cứ háo hức từng ngày. Từ hôm em còn xuống trước 1-2 hôm đây để được tháo sớm hơn. Em cũng tưởng tượng ra là cái hàm của mình thì chắc chắn là thay đổi rồi, mà càng ngày càng thấy thay đổi rõ rệt. Mà em giờ thì mỗi lúc chụp ảnh hoặc là cười các thứ thì em cảm thấy rất là thoải mái, em cảm thấy hài lòng.